Dạ đồi Hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua phải có rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình để tìm người thân. Mới đây nhất thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương đã tìm được rất nhiều các chị em gái bỏ chồng, bỏ con và đi theo với những người tình mới của mình. Thì hôm nay sáng hôm nay một buổi sáng thứ hai anh em Hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận và hai chị em ở một tỉnh rất xa thì về đây để báo tin để nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Đó xin chào em gái nhé. Chào dạ, hai chào em. Anh chào. Xin chào em áo đen. Dạ. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Kiều Diễm ạ. Nguyễn Kiều Diễm ha. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 30. 30 nha. Em nguyên quán ở đâu? Dạ nguyên quán em ở Cà Mau. Cà Mau. Hiện nay mình đang sinh sống tại đâu? Dạ em sinh sống tại Đồng Nai. Đồng Nai ha. Dạ. Rồi hôm nay em đi cùng với ai đây? Dạ em đi cùng với em gái. Rồi về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đây em? Dạ hôm nay nhờ đó anh em Bình Dương giúp là để tìm em gái của em. Giờ hiện tại em gái của em nó đi đã tầm 3 tháng hơn 3 tháng rồi. Nhưng mà khoảng một tuần trước thì em gái có đi về đám cưới của một người bạn. Thì em gái có đi ngang nó về nhưng mà em gái không ghé ở gia đình, về thăm gia đình. Thì em cũng nghe những mấy bạn người trong công ty nói lại là em ấy cũng dẫn bạn gái theo về chơi. Thì vô tình bữa đó em cũng canh để đón em nó về với gia đình. Thì em gái nó không về. Thì cái bữa chiều thứ bảy là ngay ngày mùng 1 tháng 10 thì em gái nó cũng về cùng với một đứa bạn nữa. Thì em gái bắt đầu cứ về tầm lúc 12 giờ mấy trưa thì em hay tin được gia đình gọi điện là nói em gái á, là về giờ đó là em gái cứ về không ở lại chơi với gia đình mà em gái cứ vội vã cứ đòi về xong em gái cứ lại đòi đi tiếp. Thì người nhà em mới gọi điện cho em thì em từ công ty em về đặng để về đặng phiên ngăn cản em gái đặng để an ủi là ở lại với gia đình cho dù em gái á có quậy bạn đi quậy chơi với bạn bè hay là tập trung vui chơi với bạn bè bên đường xã hội đi nữa thì dù gì em cũng phải về với gia đình. Nhưng mà cứ khuyên em nhiều lần nhưng em ấy không có nghe thì em ấy cứ giật giọng em ấy đòi đi. Thì bữa đó vô tình em cũng gia đình cũng hơi giận nên bắt buộc giữ em ấy lại được ở lại. Thì em gái em ấy khuyên em gái hỏi là hiện tại chỗ ở của em là ở đâu, nói thật với gia đình chị anh chị với cha mẹ đặng để biết đặng để anh chị cha mẹ chạy đi qua tới nơi đó đặng để dọn đồ về cùng ở với anh chị. Nhưng mà em gái nói á, mới ban đầu là em gái nói chỉ đường là em bao xe đi thì em gái chỉ đường là từ ở chợ Bến Thành đi lên tới nơi đó thì chở lên tới Bến Thành cái đi qua tới khu đi bộ. Thì em gái nói là bây giờ là em gái hết nhớ đường rồi, không biết đường đó là đường ở đâu như thế nào, không nhớ phòng trọ. Thì em mới nói là nếu như em không nhớ bằng đó thì cái địa chỉ của em ở thì em gọi cho cái bà chủ trọ đó đặng để gửi cái định vị đó đặng để gia đình cha mẹ đi tới đó tìm em, đi tới đó đặng để lấy hai chiếc xe về. Tại trước khi em gái đi là em gái hai đem hai chiếc xe máy, một chiếc xe Vision và một chiếc xe SH. Nhưng mà em gái cứ chỉ đường, nó cứ chỉ vòng vo vòng vo, rốt cuộc lại có một người anh giáp đó ảnh nói là cô em gái đó tên là Quỳnh Như ở Bến Cát đã đặt gáp sẵn cho em gái em đặng để có gì em gái em nó lừa em á, đi tới đó là em gái nó phóng lên gáp đi luôn. Mà gia đình em nó cảnh rất là cảnh giác, lúc đó em gái nó không bắt buộc đi được rồi nên gia đình giận quá, nó gia đình nó bây giờ để bao xe đi ngược về Đồng Nai. Thì đi về Đồng Nai thì đi từ đó 3 giờ rưỡi chiều là đi lên tới Bình Dương Bến Cát này đó, thì là đi tới 10 giờ đêm là về tới ở Đồng Nai trở lại. Thì về tới nhà cung hỏi em gái nữa thì em gái bắt đầu nó mới khai, nó khai nó nói là hiện tại là chỗ ở của em gái là đang ở ở Vĩnh Cửu ở khu nghiệp Đông Nam. Bắt đầu gia đình em cũng nói thật, nói bây giờ nếu như em đi chơi mà đi mà thiếu nợ thiếu nần hoặc là cầm xe như thế nào đó thì bây giờ em quay lại về với gia đình thì đặng để có gì nếu mà đi chơi bạn bè mà thiếu nợ thiếu nần đó chế chấp nhận với gia đình cha mẹ đem tiền qua chuộc xe về rồi em về với gia đình. Thì mới đầu nói em gái cũng đồng ý cái chở bao xe lên tới khu công nghiệp Đông Nam lên trên đó ở Vĩnh Cửu. Đi lên tới đó thì em gái lại chỉ đường tầm bậy, nói là giờ em gái hết nhớ đường rồi đó. Bắt đầu lại vậy là em quay đầu xe về Đồng Nai tiếp, là về đến 2 giờ đêm. Thì sáng chủ nhật là ngày 2 tháng 10, bắt đầu em gái lại trực tiếp em gái lại nhắn tin với bạn bè nói là thuê gì mấy anh xe gì đặng để chạy từ phòng trọ chạy xe về đây cho gia đình. Thì em hỏi là khoảng tầm mấy giờ mới về tới đây, em gái nói là đi tầm 11 giờ rưỡi về tới. Thì cuối cùng em gái nó mượn điện thoại đặng để nó lừa em là nó nhắn tin cho bạn nó qua tới ngay chỗ nhà ba em là ấp Phú Sơn xã Bắc Sơn
là có người đón em gái đó là phóng lên xe đi luôn, tới ngày hôm nay luôn, là ngày hôm qua là 11 giờ mấy là có người đón tại nhà đón đi luôn. Nên bây giờ hôm nay em nhờ mấy anh ở Giang Hiệp Sĩ ở Bình Dương, thì bây giờ nhờ mấy anh đến tìm em gái em về với gia đình ạ. Em cho anh hỏi là em gái của em họ tên là gì? Dạ em gái của em tên là Nguyễn Ngọc Nhìn. Nhìn? Dạ. Nhìn ngó đúng không? Dạ nhìn có hát. À rồi, em của em là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em gái của em là 19 tuổi. Bao nhiêu? 19 tuổi. Dạ. Trước cái thời điểm mà em của em bỏ nhà đi thế này là em của em đang làm công việc gì và ở đâu? Dạ lúc trước thời điểm là em gái chưa bỏ đi thì em gái em hiện tại là lúc đó đang làm cùng công ty với tụi em. Làm công ty tại khu nghiệp Thắt Ngang Điện, công ty Zen and Vinin. Đó làm cùng với em. Thì giờ lúc em ấy vừa nghỉ xong là đi, em ấy đi luôn tới bây giờ. Em cho anh hỏi này, cái thời điểm mà cùng sống với các em ấy, dạ. mấy chị đúng không? Dạ. Và gia đình thì em có phát hiện được là em gái của em có những cái dấu hiệu gì nó không bình thường không? Thì nói chung lúc đó thì thấy em gái nó cũng có lúc nào cũng bình thường, nó cũng đi chơi với bạn bè bình thường. Lúc đó đi thì cũng chẳng hạn như đi gặp cha mẹ nó, cha mẹ ơi con đi chơi với bạn, 9-10 giờ đêm thì cũng nói đi là đi về chứ không ít khi nào ở qua đêm. Nhưng mà từ cái ngày ấy tới giờ em ấy đi là đi cứ đi luôn, không về nhà. Em cho anh hỏi này, em của em lấy hai chiếc xe, một chiếc xe Vision, một chiếc xe SH. Dạ. Là đi lâu chưa, lấy lâu chưa? Dạ đi cũng tầm 2 tháng mấy, 3 tháng rồi. Lấy một lúc hai chiếc xe hay sao? Dạ lúc trước em ấy đi á là em ấy ginh chiếc xe Vision đi trước. Đi khoảng tầm đâu khoảng cả tháng. Xong cái vô tình lúc đó là gia đình em đi làm, mấy chị em gái với mẹ đi làm, ba em thì về quê đi chữa bệnh. Thì em gái nó nghe tin là ba về quê với tụi em đi làm công ty thì đâu có về bắt chợt được. Thì em gái của em á nhờ một người bạn của em gái em á chở em gái em về tại nhà ba em, là lấy thêm một chiếc xe SH nữa. Là một người bạn đó là em bạn của em gái em là một người nam chở chạy chiếc xe Vision của em ấy lúc trước đang đi chở đi, thì em gái em về thì em gái em chạy chiếc xe SH về. Đến vì vậy cho nên hiện nay là gia đình mình mất hai chiếc xe. Dạ gia đình em mất hai chiếc xe. Trước khi đi là em gái em cũng có đeo sợi dây chuyền. Nhưng mà hôm bữa thứ bảy về là mất tiêu sợi dây chuyền luôn. Dây chuyền lớn không em? Dạ. Dây chuyền cũng bán lúc đó cũng tầm có chục triệu, mười mấy triệu gì đó. Nói chung là hiện nay là dây chuyền mất. Dạ dây chuyền mất. Trước đây là em của em đi làm về là lương tháng hàng tháng là em của em giữ hay là ai giữ dùng? Lúc mà em gái chưa có tập tụ đi chơi với bạn bè thì lúc đó như một tháng làm 5-6 triệu thì đều về cho đưa cho ba mẹ em. Nhưng mà cái từ mà em gái em á nó cứ đi chơi với bạn bè mà đi khuya về muộn, nhiều lúc đi qua đêm một lúc một ngày hai ngày đi cũng không chừng, là tầm 4-5 tháng đó là em gái đi làm về em gái không có đưa tiền cho cha mẹ em. Cho anh hỏi thế này, vậy là mới đây nhất là em của em là quay về nhà đúng không, bỏ đi là cách đây trên dưới 3 tháng. Dạ. Nhưng mới quay về nhà. Dạ. Là về nhà bao nhiêu thời gian? Lúc về nhà thì em gái em mới đi về chiều bữa thứ bảy đó, là xong là sáng chủ nhật ngày hôm qua là em gái đi luôn. Vậy là về em của em về làm gì? Về là tại vì gia đình cũng khuyên kêu em là về thăm cháu, tại vì em có hai đứa con nhỏ. Con em á là nó gắt thương, con bé nhỏ nhà em nó được 4 tuổi mấy rồi á, cứ đêm nào nó cứ ngủ với con bé này nè, nó nói á, dì ba ơi con nhớ Út Nhìn nhiều, Út Nhìn á đi mà sao Út Nhìn á không về thăm con nhớ Út Nhìn nhiều lắm, mỗi lần con vô tới phòng ngủ Út Nhìn á là con đều nhớ Út Nhìn. Cái xong bữa đó em gái em bé này nè nó mới nói với em như vậy, thì em mới điện kêu á là cưng nói như vậy sao cưng không điện chốt vậy, nó cưng quay video lại nói là thực tế là cháu nó nhớ cưng như vậy đó. Thì con bé này cũng quay lại thì em gái em nó cũng bắt máy, nó nói là nó chẳng như nó thấy cái dòng video đó, nhưng thì em gái em mới nói là giờ nó đang bận nên nó giờ nó chưa có nói chuyện được, để tối đi có gì nó điện. Thì bữa đó em cũng điện, em cũng nói á là Nhìn ơi, cháu cưng á nó nhỏ mà nó biết thương cưng, nó nói là nó nhớ cưng, cưng đi mấy tháng nay mà cưng không về thăm cháu, mà cháu nó mới có 4 tuổi mấy thôi, nó nói là nó nhớ cưng nó tới khóc luôn mà cưng gì vậy mà cũng không thương cháu. Thì nó nghe em nói đó có tầm cả 2-3 tuần đó, thì mới bữa thứ bảy đó là nó về á, là nó mới xin tiền ba em, nó kêu ba em á là cha chuyển cho con xin 500-1 triệu. Cha em mới hỏi làm gì, nó nói là con hứa là để chiều hôm nay con về con thăm cháu để con mua đồ, thì nó mới mua cho con em là hai đứa mua được 3 bộ đồ. Thì ba em chuyển nó xin 500 nhưng mà ba em vẫn chuyển cho 1 triệu là mua được 3 bộ đồ cho con em. Thì mua 3 bộ đồ cho con em, lúc đó thì nó vừa về xong là nó thấy đồ đó là nó cứ đòi đi liền đó, rồi nó sắp xếp đồ nó chuẩn bị đi.
trong cái đêm đó, nên con em bây giờ hồi tối nó mới nhắc, nó cũng đợi, nó nói Út nhìn mới đây đi, Út nhìn đi, Út nhìn nữa, Út nhìn không nhớ con. Mà bây giờ ba em á, tại hôm nay ba em ổng bệnh ở dưới quê nên bây giờ ba không có trực tiếp để hôm nay quay để kêu gọi em mới về với gia đình. Nhưng mà hôm nay em thay mặt gia đình, em là chị cả với chị kế của bé Nguyễn Ngọc Nhìn, để hôm nay để đưa tin với mấy anh hiệp sĩ ở Bình Dương đưa em về với gia đình. Chứ thật sự gia đình rất là nhớ em. Ba em á, bây giờ hiện tại ba rất là bệnh, mà em nó đi mà em nó không có quan tâm đến ba, mà phải hôm nay mà ba mà quay trực tiếp đây, ba không thể nào ba sống nổi. Lúc nào ba cũng đòi tự giận chết. Cái đêm đó ba lấy thuốc ba tự giận, mấy đứa em vô tình, mấy đứa em ngăn cản được. Quá thường. Ba em đòi chết hoài à. Bây giờ hiện tại ông đang ở về quê, ông đang ở quê, ông đang hút thuốc, nhưng mà mấy đứa em năn nỉ lắm. Nhưng mà ông nói nếu mà hôm nay mấy đứa con mà không đi tìm em được thì chắc ba chết chứ ba không có sống nổi. Em cho anh hỏi thế này. Dạ. Ừ, em của em là em gái của em là Út Nhìn đúng không? Dạ, tên Út Nhìn. Năm nay là 19 tuổi. Dạ. Ừ. Trước cái thời điểm mà bỏ nhà đi, theo em chia sẻ là khoảng trên dưới 3 tháng vừa qua. Dạ. Thì lúc bây giờ là em của em là yêu đương ai đâu? Yêu trai yêu gái không? Lúc em gái em chưa bỏ nhà đi á, chưa có tập tụ chơi với bạn bè, thì em gái em á, nó cũng kể sơ qua cho em thôi. Thì nhiều lúc em gái nó, con gái nó có chuyện riêng tư thì em cũng hỏi tới. Thì nó cũng nói là lúc trước nó cũng đã yêu con trai. Ừ. Chứ không phải là nó bây giờ mà không hiểu sao một thời gian nó đi làm thì nó tập tụ nó chơi với bạn bè, thì nó lại, nó nói là nó buồn. Thì gia đình cũng la, tại vì gia đình em nói á, là em là con gái, mà em đã hôm nay em cắt tóc đã, gia đình đã phiên em hết lời nhưng mà em ấy không nghe, mà em ấy nhất định là em ấy sẽ cắt tóc thành con trai. Gia đình cũng phiên thôi bây giờ con ơi hay là em gái ơi, giờ em cũng đã lỡ rồi em cắt tóc, gia đình đều tha thứ cho em hết đó, mà thôi em phải quay trở lại đi chứ đừng có làm con gái, đừng có làm con trai nữa. Ba em cũng rất là buồn, tại vì ba nói á, nhà toàn là chị em gái không à, mà hôm nay mà con nó làm như vậy cha rất là buồn. Nhiều lúc cha buồn mà cha muốn tự giận cha chết, mà con nó quậy quạng như vậy cha, con nó làm khổ cha biết bao nhiêu lần mà con không thương cha hả nhìn. Nhưng mà em gái em nó cứ nói cha em á, cha hãy ôm cái sĩ diện của cha ở đó đi. Cha tối ngày cha cứ sĩ diện không mà, xã hội bây giờ nó như thế nào mà cha không nhất quyết là đồng ý cho nó làm như vậy. Cha em nói nếu cha không có sĩ diện mà hôm nay cha đâu có phải để cho con làm tới ngày hôm nay. Bây giờ mà em gái em nó lại nói ba em như vậy đó. Ừ. Thì gia đình cũng rất là nguyên ngăn cấm. Cái lúc đi á là nó cứ xin tiền hoài à. Trong cái 2 tuần nay là nó cũng có xin cha em là 5-6 triệu, phải chuyển cho nó 5-6 triệu. Nếu không chuyển đó là nó sẽ không về. Rồi cha em nó nhất quyết là mấy tháng trước cha em chuyển, xin là cha em chuyển, nhưng mà cả 1 tháng nay cha em sẽ không cho nữa. Có đoạn cái nó mới nói á, nếu không cho nó không về, cha nói mày không về luôn cũng được. Tại vì lúc đó mình giận quá, mình để coi thử mình không chuyển tiền nó như vậy để cho nó khô khan rồi nó sẽ về. Nhưng mà lúc đó nó về thiệt, là khoảng tuần sau là nó về. Nó xin không cho mà còn chửi nữa, chửi cha em nhiều lắm. Đến lúc mà không cho, mỗi lần nó điện về là nó chỉ xin tiền thôi chứ nó không hỏi thăm gia đình. Bây giờ hiện nay là theo em chia sẻ là hiện nay là em của em gái đúng không? Trước đây là có đã từng quen một người bạn trai. Nhưng mà sau đó thì hiện nay thì không quen nữa. Không quen và nữa. Đến giờ phút này á là tụ tập bạn bè và quen với một người phụ nữ. Phụ nữ là người đó con gái. Đúng chưa? Dạ. Ừ, và em của em là hiện nay là trước đây là con gái. Đúng chưa? Nhưng mà đến giờ phút này là muốn trở mình thành con trai. Vì vậy cho nên hiện nay đã cắt tóc rồi. Phải không? Cắt tóc nhuộm vàng tóc đúng không? Dạ, cắt tóc thành nam như tấm hình này vậy. Ừ, rồi. Vì vậy cho nên em của em là có thể là bây giờ là người này là có thể là em của em không có thích con trai nữa rồi. Vậy là thay đổi giới tính. Nhưng có thể là trước đây là âm thầm giấu. Nhưng đến giờ phút này có thể mới bộc bè, mới tiết lộ ra. Gia đình mình mới biết. Thì bây giờ em cũng nói, bây giờ như em nó, chuyện tình cảm của nó cha hay gái đó đều là em bên gia đình em không cấm cản. Nhưng mà vấn đề bây giờ em ấy á, cho dù có đi chơi với bạn bè hay là như thế nào cũng phải về với gia đình. Ít nhất chẳng hạn như em không ở với gia đình mỗi ngày thì em cũng phải cuối tuần em về thăm với gia đình cho cha mẹ để yên tâm. Cha mẹ thì càng ngày càng lớn tuổi. Con ấy thì gia đình em là chỉ em là mới, em là gái đầu, chỉ em mới sinh được có 2 bé. Nhưng mà em nhiều lúc em suy nghĩ em rất là tội nghiệp cho bé nhỏ nhà em.
nhiều lúc nó nhỏ nhưng mà tư cách nói chuyện của nó rất là tình cảm, tại vì nó quý mến dì út của nó. Nó nhỏ mà nó còn phải nói được những cái từ mà con rất là thương dì út nhìn, mà út nhìn đi mấy tháng nay út nhìn không về thăm con. Con rất là nhớ út nhìn, mỗi lần con vô phòng là con rất nhớ út nhìn, nhưng mà điều đó con em mới nói, nhưng mà không biết cảm nhận hôm nay em Nguyễn Ngọc Nhìn có coi được những mấy cái đoạn video hôm nay để chế nhờ những mấy anh hiệp sĩ hôm nay đặng để tìm em về, những nếu mà em nghe những lời chế nói để coi em được có thay đổi về với gia đình hay không. Thật sự là gia đình rất mong em về với gia đình chứ không phải để cho em sống bơ vơ hay là những chỗ nơi khác, em rất là vất vả nhưng gia đình em rất là thương em gái. Nhưng mà nhiều lúc không biết em gái nó có thương đến gia đình ông ba em, thì ổng hồi nãy giờ ổng rất là điện nhiều, ổng nói hôm nay mà em với em gái em mà hôm nay mà làm không được về thì chắc ổng không biết ổng có sống nổi không, tại vì ba em ổng rất là bệnh nhiều, ổng bệnh nhiều lúc em kêu ổng đi chi bệnh nó không chịu, ổng bảo con nhìn nó để tao chết, tao nó về xã tan tao mới đồng lòng mới chịu hay sao, nên bây giờ em không biết nói gì hơn. Thất thường à, bây giờ cho anh hỏi này nhé. Thôi thì bây giờ thì hai chị em về đây chia sẻ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là mục đích chính là tìm em gái. Yeah. Nhưng mà người con người ta thì không phải là thuận theo ý mình được nhá. Các em thì không ai mong muốn là em gái của mình mà bây giờ lại thành con trai, đúng không ạ? Yeah. Mà làm đóng vai trai thì không ai, gia đình hoàn toàn là chắc chắn là không nhất trí. Yeah. Nhưng theo anh này, bây giờ thì không phải là em của em nó cũng muốn như vậy đâu, nhưng mà đến bây giờ phút này nó thay đổi giới tính nhá. À, thì nó mới bộc lộ ra, thì nó thích như vậy, thì bây giờ là gia đình mình cứ để cho em toại nguyện. Đấy, nhưng có điều ấy là bây giờ đi đâu, theo gia đình chia sẻ là bây giờ phải đi đâu phải báo tin hoặc phải gọi về nhà. Dạ, để gia đình mình biết và để yên tâm. Gia đình yên tâm thôi. Hay còn cái chuyện mà muốn yêu ai, yêu trai yêu gái là gia đình hoàn toàn là không ngăn cản, đúng không? Dạ. Để cho em có hướng nhé. Nhưng bây giờ không biết làm sao, bây giờ từ giờ thì tụi em mới liên lạc nó đi, nó về từ tối thứ bảy mà ngày hôm qua là ngày 2 tháng 10 em nó đi buổi trưa lừa lúc 11 giờ, bây giờ em ấy nó về nó bỏ điện thoại lại luôn. Hôm nay em cũng vẫn đem điện thoại em ấy đem theo, nhưng mà em ấy nó đem nó bỏ điện thoại lại, bây giờ em không biết gia đình biết sao mà phải liên lạc đến em nó ở cái chỗ ở đó hay là em nó sẽ sống như thế nào. Bây giờ em ấy nó đi, mỗi lần đi thì đi không về thật nhưng mà vẫn còn số điện thoại hoặc là Zalo Facebook còn liên lạc được, gọi điện chỉ cần nghe cái tiếng nói thôi mình cũng yên tâm. Nhưng mà em ấy đi ngày hôm qua em ấy bỏ cái điện thoại lại, nó không đem theo luôn. Nên bây giờ không biết làm sao, từ giờ đi phải liên lạc với em đó như thế nào. Em có biết mục đích tại sao mà em của em lại bỏ điện thoại nhà không? Tại vì ngày hôm qua là gia đình em là định bắt em về để lấy mấy chiếc xe lại coi xe của em là nó ăn chơi, nó cầm, nó bán hay là nó thiếu nợ gì đó. Thì gia đình mới biết đặng để đem tiền chuộc em ấy về. Nhưng mà nó không nói thiệt, nó cứ nói là để tiếng hai người thanh niên chở xe về cho nó mất gáp gì đó, người ta chở xe về tới nhà ba em luôn. Nó thì nó vô tình nó lấy cái điện thoại nó nhắn tin, ai ngờ đâu nó không giống như lời em nó nói, thì nó đem cái điện lấy điện thoại nó nhắn tin cho người bạn nó qua tới tận nhà ba em, nó cành mẹ nó phóng lên xe đi luôn, nó để điện thoại lại. Nói chung một cái tình yêu á, mà tình yêu người đồng giới thì rất mãnh liệt em ạ, nó mãnh liệt hơn người bình thường, các anh em đã chứng kiến rất nhiều rồi. Mới đây cũng một em gái 19 tuổi ở quê mãi Bình Thuận, ở mãi miền Trung nha, vô đây thì cũng yêu đương mà cũng trốn gia đình để quen với một người con gái khác cùng làm công ty, và vô đây là trong phòng trọ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được ở Dĩ An Bình Dương nè đó, nhưng mà nhất quyết không về, cả gia đình về ôm về đó, ôm từ trên lầu trên gác xếp trở xuống bắt xe thả về để về gia đình mới tư vấn này mới có hướng được. Bởi vì đây là các em đôi khi là nhỏ này cũng đôi khi cũng chưa biết được hoặc là chưa nhìn nhận được chính thức là hiện nay là mình thuộc dạng giới gì đó, chưa biết là mình trai hay mình gái, đôi khi là cũng là một phút gọi là bốc đồng thôi để a dua đua đòi thôi, đúng không ạ? Là nghe người ta như vậy thì đôi khi là mình cũng thử làm như vậy xem sao đó. Hy vọng là em gái này nếu đang ở đâu đó thì em xem được video đội hiệp sĩ Bình Dương đăng tải, hai chị em của em đang về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ cái câu chuyện mà tìm em, thì em hãy suy nghĩ lại để em hãy quay trở về cùng gia đình nhanh nhất có thể. Hoặc nếu các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Trường Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Bởi đây là cái hoàn cảnh, cái trường hợp rất đặc biệt, nếu không tìm được em gái này trong thời gian sớm nhất thì có thể là có thể là không yên lòng, đúng không? Yeah. Rất mệt mỏi suy nghĩ, đặc biệt những người lớn tuổi, phải không ạ? Nay ngồi suy nghĩ mai suy nghĩ thì không biết là con mình đang làm gì,
ở đâu và tại sao lại như vậy. Thì thực sự rất đau ha. Rồi bây giờ anh trò chuyện với em gái bên kế tiếp nhé. Dạ. Rồi anh chào em. Em có thể giới thiệu em họ tên là gì? Em là chị gái Úc Nhìn, em là Nguyễn Hồng Thúy. Dạ. Em năm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 28. 28 tuổi nha. Dạ. Rồi bây giờ em hãy chia sẻ một câu chuyện ngắn gọn thôi để cho em gái của em xem được, nghe được, em gái của em suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình. Dạ. Em muốn nói là Úc Nhìn ơi, gia đình bây giờ là đang trông chờ em về. Gia đình không có nói gì với em hết á. Em có vấn đề gì hay là điều kiện gì như thế nào em cứ nói với gia đình sẽ giúp đỡ em. Bây giờ chị chế với gia đình chỉ mong em về thôi chứ không cần gì nữa hết á. Rồi làm lại từ đầu nghe em. Chế rất là nhớ em. Hồi tối là hai chị em là xác định đó, ngày hôm qua là điện cho anh Hải là đừng để hôm nay tìm kiếm em. Là em thức, hai chị em thức nguyên đêm luôn, không có ngủ được, rất là lo lắng là không biết là sẽ tìm em nó được về hay không. Để hôm nay tìm đến em đó mà không biết là như thế nào đây. Chắc chắn là sẽ tìm thấy, sớm hay muộn thôi. Dạ. Em nhé. Vậy vì vậy cho gia đình cứ yên tâm, các anh em này cố gắng hết sức để tìm ra thông tin chính thức em của em ở đâu. Thì các anh em có hướng để tư vấn cho em của em để quay trở về, em nhé. Dạ. Bởi trong thời gian vừa qua thì không phải là một mình em của em những trường hợp như thế này, những trường hợp đặc biệt này rất nhiều em ạ. Đó, và nó vô số rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Đó, anh em Hiệp sĩ Bình Dương đã tìm được rất nhiều trường hợp rồi. Hy vọng là em gái này nếu xem được video đội Hiệp sĩ Bình Dương đăng tải có điều gì đó em không về được thì em hãy báo tin hoặc nhắn tin gọi điện cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888. Rồi hai chị em hiện nay còn điều gì muốn chia sẻ trên video được không? Dạ, bây giờ thì hai chị em chỉ là chia sẻ mong mấy anh chị em ở đồng mạng với mà anh hiệp sĩ mau tìm kiếm em gái em về với gia đình thôi ạ. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của hai chị em nhé. Dạ, anh chúc hai chị em luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng là trong những ngày sắp tới thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin em của em ở đâu nhé. Dạ. Giúp em của em quay trở về cùng gia đình em nhé. Dạ. Rồi thì các em hôm nay thì về đây chia sẻ là tìm em có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của gia đình mình, của các chị em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm em gái không? Dạ, dạ em có. Đồng ý. Dạ, đồng ý. Rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, ở đây là một trường hợp tiếp theo mà hai chị em ở một tỉnh rất xa thì về đây báo tin để nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm em gái ruột của mình. Dạ câu chuyện như thế này trong thời gian vừa qua vô cùng phức tạp. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888. Dạ cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại các cô chú chị bạn trong những video tiếp theo.